Ẩm thực chay Huệ Hoàng với lóc mến chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay dì Huệ chia sẻ cách làm món cà tím chiên mỡ hành chay. Món này mình làm để ăn các bữa cơm gia đình rất là ngon miệng bắt cơm. Nhà có khách mình làm món cà tím chiên mỡ hành chay này để đãi cơm khách ngon xuất sắc luôn. Nguyên liệu dễ mua, cách chế biến thì rất là dễ và nhanh chóng. Và ăn cà tím cũng rất là tốt cho sức khỏe và dinh dưỡng. Rồi mời cô chú anh chị em và các bạn cùng vào bếp với Diệu Huệ để thực hiện chế biến món ăn chay hôm nay. Ở đây mình có 700 g cà tím, một ít bánh mì để chút nữa mình làm mỡ hành chay. Hai mươi gram hành ba rô. Bạn nào ăn chay vì sức khỏe không mua được cái hành ba rô này thì mình thay thế bằng cái hành lá này. Bạn nào mà cử hành thì mình thay thế bằng ngò rí cho thơm. Gia vị nêm thì chút nữa mình nấu đến đâu chia sẻ đến đó. Trước tiên mình sơ chế cái trái cà này. Mình chuẩn bị cái thau nước cho vô nửa muỗng canh muối. Mình gọt vỏ cái trái cà. Mình gọt cái đâu mình rửa cái trái cà cái đó, cà sẽ không bị đen. Gọt vỏ cà xong tiếp đến mình cắt miếng vừa ăn. Xong rồi mình cho vô cái tô nước muối này mình ngâm để cà không bị đen. Mình cắt xong hết cà, tiếp theo mình cắt cái hành ba rô này ra để mà phi mỡ hành chay. Bạn nào ăn chay vì sức khỏe không mua được cái hành ba rô thì mình cắt bằng cái đầu hành lá này, mình phi cũng rất là thơm. Bạn nào ăn được cay thì mình cắt thêm một ít ớt, chút nữa mình cho lên cho bắt mắt. Bánh mì này thì mình cắt miếng vừa ăn. Mình đã sử dụng bằng bánh mì khô hoặc là bánh mì tươi hoặc là bánh mì sandwich cũng được đó các bạn. Ở đây mình có bánh mì khô thì mình sử dụng bánh mì khô. Nếu như mà mình làm tấp mỡ chay bằng bánh mì khô thì mình không có lấy cái dụng này, mình lấy cái dụng này chút nữa mình chiên sẽ bị cháy khét á. Tiếp đến mình cái phần bánh mì dụng này mình không có bỏ, mình lấy chút nữa mình làm nước sốt sẽ rất là sánh dẻo ngon. Mình cắt một ít cái hành lá và ngò rí này, chút nữa mình trang trí lên cho bắt mắt. Mình cho cái hành lá này vô cái chén. Mình bắt cái chảo lên cho nóng. Cho vô một ít dầu ăn để mà mình phi cái mỡ hành chay. Dầu nóng rồi mình cho vô cái hành lá này mấy hạt muối. Rồi mình cho vô cái chén hành này một ít dầu để chút nữa mình trang trí lên cái cà cho bắt mắt. Khi mà mình cho vô cái hành đá này một ít muối thì mình để cả ngày, hành rất là xanh đẹp. Bắt cái chảo lên bếp trở lại, cho cái hành ba rô vô.
mình đi nhân tiện làm cái món cà chiên mỡ hành chay này. Mình chiên cái hành barô nhiều một chút để dành chế biến món ăn chay khác. Là mình phi cái hành barô vàng đều như thế này rồi mình tắt bếp, chút ra mình lượt lấy cái hành. Phần dầu này mình sử dụng trở lại. Dầu nóng rồi mình cho cái bánh mì vô mình chiên. Cho cái bánh mì vô mình chiên. Đảo qua đảo lại. Bánh mì giòn vàng đều như thế này rồi thì mình tắt bếp. Mình trút cái bánh mì chung vô cái hành này cũng được. Mình sử dụng lại cái dầu chiên bánh mì này. Cho chén dầu vô. Rồi mình khoảng cái cà nãy giờ mình ngâm nước muối đó. Mình xả cái cà xong rồi á, mình vẩy cái cà cho thật là ráo nước. Hoặc là mình dùng cái giấy thấm nhà bếp á, mình thấm cho ráo cái nước để khi mình chiên không có bị văng dầu. Nói chung là cái cà này sau khi rửa mình vẩy là ráo nước liền à. Rồi mình cho cà vô mình chiên. Mình đậy nắp lại cho cà nhanh chín. Rồi cà vàng đều một mặt rồi thì mình trở. Tiếp tục đậy nắp lại cho cà nhanh chín. Cà đã mềm rồi nè các bạn. Gắp cà dọn ra dĩa. Rồi mình tiếp tục cho cái phần cà còn lại mình chiên cho tới hết. Mình chiên xong hết cái cà rồi nè. Rồi mình bắt cái chảo khác lên hoặc sử dụng lại cái chảo dầu này cũng được. Cho vô cái chảo này một chút dầu ăn. Cho vô một ít cái hành barô mình phi lúc nãy á. Cho thơm. Rồi mình tắt bếp đi. Cho vô một chút xíu muối. Khoảng 1/4 muỗng cà phê, nửa muỗng canh nước mắm chay, 1 muỗng canh nước tương, nửa muỗng cà phê bột nêm chay, nửa muỗng cà phê đường phèn. Bạn nào không có đường phèn mình cho bằng đường cát cũng được. Bạn nào ăn bột ngọt thì mình cho thêm bột ngọt. Nửa muỗng cà phê dầu hào chay. Mình có sẵn tương cà thì cho vô một muỗng tương cà cho chua chua ngọt ngọt. Ăn cay được mình thay thế bằng tương ớt cũng được. Rồi bật bếp lên trở lại. Mình cho vô một ít nước. Nấu cho tan gia vị. Mình cho cái phần bánh mì dùng lúc nãy vô để tạo cái độ sần sệt cho nước sốt rất là ngon. Hoặc là mình cho một ít bột năng tùy theo sở thích gia đình. Một ít tiêu xay. Rồi nước sốt tan hết gia vị rồi mình tắt bếp. Bắt cái chảo nước sốt xuống. Rồi bạn nào ăn được cay thì mình cho lên ít lát ớt.
rồi mình dọn nước sốt ra chén, ăn tới đâu mình chan tới đó, hoặc là mình chan vô rồi mình ăn cũng được, rồi mình chan nước sốt lên. À, món này rất là bắt cơm luôn. Rắc lên thêm ít cái hành ba rô phi thơm lúc nãy đó, rồi một ít bánh mì chay và áp tóc mỡ. Rồi cuối cùng là mình chan lên một ít cái hành lá này để mà mình trang trí cho đẹp. Món cà tím chiên mỡ hành chay này á, nhà có khách làm để đãi cơm khách, ngon tuyệt vời luôn. Trang trí thêm một cái cọng ngò rí nhìn cho bắt mắt. Rồi mình mời cô chú anh chị em và các bạn dùng với mình một cái miếng cà tím chiên mỡ hành chay nè. Mình mời cô chú anh chị em và các bạn nè. Chan nước sốt nhưng rất là thấm, vừa ăn rất là ngon. Rồi như vậy là mình đã chia sẻ đến cô chú anh chị em và các bạn cách làm món cà tím chiên mỡ hành chay đã xong. Chúc cho cô chú anh chị em và các bạn ứng dụng làm món cà tím chiên mỡ hành chay này ăn ngon miệng. Món ăn chay hôm nay như vậy là đã hoàn thành rồi. Mình xin được kết thúc video ở đây. Thân mến chào cô chú anh chị em và các bạn. Hẹn gặp lại ở video mới tiếp theo. Diệu Huệ tiếp tục chia sẻ món ăn chay ngon.